Thank you.
đây đây mà đúng không? Thế tận đây mà đúng không?
anh chỉ phủ nó chứ anh ấy lúc nào là bây giờ anh không phải lo nữa. Cây này con nào có bị có di chuyển lên xuống. Lấy 22 cộng. Cho người thứ để lấy cây để buộc. 3m33. Cái này là ở đâu ra à? Vừa nãy đo cái này là 3 mét mấy nhỉ? 3 mét 33. Quay chú Hà làm gì? Anh đeo ủng thì nó không bị giật. Kiểu cầm hai đầu kìm. Đâu đâu bọn tây. Đúng vào đây. Quay đi, quay cô đi. Kéo vào. Quay chút đứng lên đây. Không bỏ tay. Riêng cũng vẫn là đứa à? Ừ. Cất lên một cái dương đã. Dạ lên ngày 5 phân, và gần như là khuyên sinh. Nó đứng lên nửa viên là được mà, xong đổ bê tông. Đặt xuống nào. Đặt xuống rồi. Trong cái đây là làm nứt keo lên to cái keo đó. Còn tất cả. Quái nam này ghép xanh này ghép cao quá, đang cắt thấp tí nữa đẹp.
đợt này năm nay trên này nó đỏ ít, khoảng ít. Vâng. Bây giờ thì rất là tiếc thật nhưng mà rồi mát rồi, mát lắm. Thế luôn được ốc lá lên cái kia nó không luôn được. Mấy giờ thì em ơi? Tối tối rồi, nhắn cho người ta. Tôi cũng muộn đây nhé. Lấy đây. Bác lên được mà. Thật sự là bác lên được. Quay đi đây. Đưa lên là túm lên được đúng không? Đi cắt rẻ thì vướng một tí thì kêu. Em bây giờ làm ở đây vướng lại bảo cố gắng. Nói tiền nong mất có được rồi nhé.
Sau chào thì đi hạ qua cái bữa đấy. Không phải một hướng. Câu đầu gốc lên dễ lấy hơn không? Bỏ nữa nhá. Đi cũng sai rồi. Lá vừa mới ấy mà đã lên. Trước vào lấy vợ sớm ghé lấy mải đi chơi. Cuối mới lên lanh bốc hết mẻ luôn, chúng ta hết mẻ đi. Đừng, đám đông là phương đấy, là phương thằng này. Là phương thằng này. Cái không? Không? Con vượn mấy điểm nữa. Mai này dốc chảy không ai được. Dốc này là bờ lô thì 100 năm không bị hỏng. 100 năm không bị hỏng bờ lô. Bởi vì là nước chưa kịp dớm đi bờ lô đã xuống với tận đất rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng, chú mang về cất đi chú. Ở dưới vẫn hùng nữa. Trên này chứ. Ở trong chiếc cửa nhà ông Bang ấy. Đấy, giờ cả đồ đi, bây giờ trồng cây hết rồi anh. Trồng bán được một vụ rồi.
Cái đó. Vào cái ống dưới này rồi. Bỏ tay đây nhá. Nhưng mà cho nó ngọn dưới mình gốc bên dưới nhỉ. Ngọn bên dưới. Quay lại. À đây, để anh nhận luôn. Ngọn bên dưới. Tí cho cái đĩa đầu lên từ dưới nhá. Cái đâu? Thế nó bảo dù cái đầu. Ép sâu à? Cục lửa đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đấy, ngay cái sắt này. Đẩy này thì đây. Đấy, đẩy lên được. Đẩy lên. Ví thích các bạn đi xem nào. Ui, đó cây này. Đẩy lên nữa không? Phải đẩy lên không? Đấy con chết đúng rồi. Đúng rồi. Thế thì nó bị nghiêng á. Ủa, à rồi. Đẩy nhá. Đẩy trên nhá.
chưa nè. Tuyệt vời.
Đấy, đã thế nó phải thế. Lên về phía đất miền đất mới thì nhiều lắm đây này. Còn lấy to hơn. Ôi trời, chị ấy ở cái chỗ đấy đi em mới như hai bên rồi.
Thank you.
mùa hay là mình hết tay à? Ái trắng ơi.
Nữa đi vợ ơi. Vừa.
hai nhân viên rồi.